Bây giờ là 9 giờ sáng bên Úc, 9 giờ kém 15. Vì bé đi học. Đi học rồi giờ bắt đầu Lucy làm công việc nhà. Thì cho quý vị coi cái nhà nó to quá thì phải sử dụng cái máy hút bụi to. Máy hút bụi này nó hút được nước, hút nhiều bụi. Đây, cái máy hút bụi của Lucy đây. Nhà có hai mẹ con à. Mà bên nó thích trang trí, nó thích thiết kế cái này cái kia, nó là cô gái năng động, nó rất là hay cho bạn bè vô chơi rồi bày bày cái nhà ra. Xây dọn ở Việt Nam thì có người giúp việc, ở Papua New Guinea cũng có người giúp việc, còn ở Úc là mình phải làm mọi thứ, mọi việc nha, chứ ở không làm gì. Giúp việc bên đây 25 đồng tiếng, có khi bốn cắt cỏ dưới là 40 đồng tiếng đó, 40 50 đó, đâu có rẻ đâu.